Hey yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn và rất vui gặp lại mọi người. Như mọi người đã biết thì trong năm nay thì mình nghĩ là mình đã làm review rất là nhiều đôi Jordan và thật sự luôn á. Mình phát hiện ra là trong phân khúc dưới 3.500.000 của mọi người, nó có hàng tá hàng triệu đôi giày và những đôi Jordan kiểu cực kỳ xịn luôn. Mà nếu như trong một thời điểm mà những cái năm bình thường á thì mình nghĩ là nó sẽ không bao giờ có giá gì đâu. Và bây giờ thì mình lại có trên tay một đôi mà cũng hoài niệm lắm, nó cũng rất là kỷ niệm lắm. Nó kiểu là nếu như mà bạn nào mà thích tông xanh á, hoặc là bạn nào đã thích Jordan lâu á, các bạn sẽ biết đây là một trong những đôi giày mà phối màu của nó khi mà nhắc tên ra là ai cũng biết. Và bây giờ thì đến với phần video nào. Rồi, thì đây là đôi giày của chúng ta, Air Jordan 1 Low Pro Zone, phiên bản màu xanh đen vừa rồi ha. Thì năm nay thì làm đổi luôn cả cái bốc màu xanh đen ha, bốc màu đen ha, cũng là dạng nắp mở bình thường. Ở trên thì sẽ là Nike Swoosh màu xanh, rồi có cả cái chất liệu là hơi bóng bóng một tí nha. Rồi thì xung quanh thì các bạn sẽ có tem tag nè, đó. Nói chung là nhìn thì cũng sẽ giống như là những cái đôi Jordan khác thôi. Thì đây là Jordan của chúng ta. Đôi này thì các bạn được tặng bộ dây màu xanh ha. Đôi này thì được giấy gói rất là cẩn thận. Đây là Jordan 1 High Royal. Đó, các bạn nhìn nè, rất ok đúng không? Đôi này thì mình bích rồi, đôi này thì bên hàng ha, nên là cũng khá là đẹp ấy. Có một cái đặc điểm về đôi này mà mình cũng muốn nói các bạn nghe là đôi này thì tại sao hot, và trong năm 2024 này nó có gì hay mà bây giờ nha, một phối màu đẹp như thế này nè mà hiện tại giá của nó, mình các bạn biết mình nói ra bao nhiêu không? Nó chỉ tầm khoảng 3.200.000 thôi. 3.200.000 thôi mà các bạn nhìn nè, chất liệu da da lộn nè, nubuck nè, kiểu đúng xịn luôn, và gờ vào giày á, các bạn sờ vào nè, rất là mịn, rất là mềm và nó rất là đẹp luôn nè. Nó mọi thứ, cái màu kiểu là nó hơi đen đen như thế này và nó có một tí màu xanh làm điểm nhấn. Thì nếu như bạn nào thích á, thì kiểu như thích giày tối á, thì lấy mấy màu này là ok nhất. Thì Nara nói là tại sao năm nay đôi giày này nó có đặc biệt, và đặc biệt cái là nó có hai cái nha. Thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ nhìn về tổng thể đi. Đây là một phối màu Royal, thì nếu như ai cũng biết rồi, thường ngày xưa kêu là Royal, Black Royal gì đó. Về trong câu chuyện của nó thì đây là một trong những phối màu OG, hay còn gọi là những cái phối màu mà các bạn biết là sẽ được ra mắt vào năm 1985. Nhưng mà cái màu này nè không có được Michael Jordan mang trên sân để đánh nha. Trong cái quá trình là ví dụ như nguyên cái năm đó đi debut ra khoảng 4-5 màu đi, ví dụ Bandit nè, Chicago nè, rồi Blackstone, Redstone gì đó, nói chung là nhiều. Và cái đôi này thì không có được Michael Jordan mang trên sân để đánh, nên là các bạn nếu mà các bạn đi tìm những cái hình ảnh á thì sẽ không có. Nhưng đây lại là một trong những phối màu được Michael Jordan rất thích. Bởi vì sao? Ổng thích thì ổng thích thôi, ổng thích thì nhưng mà ổng không có mang lên đánh thôi, ổng có thể đi ra ngoài, đi ra đường hoặc làm cái gì đó ổng mang. Và có một câu chuyện là tại một cái điểm mà chụp hình á, tại sân bay Flybridge, đây là một cái hãng sân bay rất là lớn, hãng máy bay rất là lớn, trong cái buổi chụp hình đó thì ông đã mang đôi giày này với bộ đồ cũng kiểu hơi na ná như vậy nè. Nó kiểu là nguyên bộ đồ bữa đó ông mang là kiểu nó hơi Royal, mình để cái hình đây các bạn xem đó. Thì cái hình đó đã làm luôn cả một tấm up pic cho cái hãng bay ở thời điểm đó luôn. Có nghĩa là sau này á, đến mãi năm 2017 á thì mới phát hành một phiên bản Royal mới, và nó cũng là một phần trong cái bộ sưu tập về Flybridge. Và nói chung á, theo mình á, đây là một trong những phối màu nó khá là đặc biệt, bởi vì nó đặc biệt là từ ý nghĩa lịch sử nè. Một phối màu mà MJ rất là thích, và khi MJ mang á, tuy là không được lên sân nhưng mà vẫn sử dụng nó trên những hình ảnh, trên quảng cáo, trên mọi thứ. Và khi các bạn nhìn về những tấm up pic năm 1985 này kia á, hoặc là các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh nó rất là quen thuộc trong những đôi mà Jordan thời điểm đó mà được chụp hình để mà quảng cáo á. Đó, thì đây là cái câu chuyện của nó. Trong năm 2014, khi mà người ta retro nó lại thì người ta lại bắt đầu bỏ nó vào trong ý tưởng của Remanded. Remanded là những cái đôi mà như các bạn thấy là Chicago nè, rồi Jordan 3 Washington nè, rồi vừa rồi là có Jordan 4 Bred nè. Nói chung là những cái kiểu retro theo kiểu như thế á, nó có điều gì đó mới mẻ. Nó không phải là một phối màu tự nhiên cái lấy phối màu từ năm 1985 cái bây giờ đem ra đặt xưởng xong rồi bán cái kiểu là retro. Cái kiểu đó thì Nike không làm, ngày xưa thì làm nhiều nha. Ngày xưa thì làm rất là nhiều, không thay đổi gì cả, chỉ có sản xuất ra bán. Nhưng mà trong năm nay thì thấy là đã thay đổi rồi, Remanded. Có nghĩa là họ sẽ có thể phá bỏ đi những chất liệu ban đầu luôn. Ví dụ như Jordan 1 Chicago thì các bạn biết rồi đó, ý tưởng của nó là gì? Một đôi giày cũ kỹ
được tìm lại ở một cái cửa hàng đại lý, thì họ làm giá nứt rồi làm cái bốc này kia rất là hư. Còn nó này thì họ muốn làm sao cho nó nhìn lại nó giống như đôi giày ngày xưa nhất. Mà ngày xưa á, các bạn biết tầm mà thập niên đó, những năm 85 đi, kia là thập niên 80, thì các bạn biết á, những đôi giày á, người ta sử dụng da là rất là nhiều. Mà đặc biệt á, nubuck và chân lộn là hai cái mà ngày xưa người ta rất là thích. Các bạn nhìn, các bạn để ý, các bạn xem những bộ phim mà nó hơi mà kiểu thập niên 80-90, các bạn có thấy là người ta sử dụng chất liệu như vải nhung nè, kiểu như hơi kiểu giống nubuck á. Rồi da cũng vậy, dày da rồi mọi thứ nó cũng hơi nubuck da lộn tí. Cho nên là cái đôi này khi mà làm lại á, họ sử dụng chất liệu thứ nhất là da lộn ở những cái phần da màu xanh nè, các bạn để ý ha. Rồi cái phần nubuck ở những cái phần da màu đen, cho nên ở này nhìn nó mềm mại, nó có mềm mại nha, nó có một cái sự mạnh mẽ từ phối màu và có một điểm nhấn từ màu xanh. Nói chung bạn nào thích cái đôi này á thì mình khuyên á là có thể mặc những chiếc quần đen hoặc quần sáng màu một tí, đừng có mặc những chiếc quần màu bò kiểu như là màu nâu, màu da bò, thì cái màu này nó lại sẽ không ửng lên. Cho nên là ví dụ chúng ta sẽ chọn xám nè, xám trắng nè, xám đậm nè, quần đen nè, quần trắng nè là lên rất ok ha. Đó, chất liệu gì thì tùy các bạn thôi. Thì Nara xin muốn nói các bạn là về tổng thể, đây là một Royal Ancient One phối màu Royal được phát hành vào năm 2004 này, và nó sẽ là Reminded Royal ha. Nên là các bạn nào thích cái đôi này thì bây giờ mua thì giá rất là rẻ luôn mọi người, có 3.2 triệu thôi, và với cái mức giá này thì có thể rất là dễ mua luôn á. Các bạn biết là nó đã rẻ hơn retail rất nhiều rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ đi về tổng thể ha. Tổng thể thì đây là một đôi giày có phối màu kiểu là đen, và chỉ có đen và xanh thôi. Những cái phần màu xanh á là chất liệu da lộn, các bạn sờ vào thì các bạn sẽ cảm nhận được cái phần từ sừ của cái phần da. Rồi những cái phần mà nó kiểu màu đen á thì sẽ là nubuck thì nó sẽ mịn hơn, nó láng hơn. Các bạn sẽ có một cái phần store box của đôi giày này á, thì mình thấy là làm rất là đẹp ha. Năm nay là nhìn cái store box á, các bạn có thể nhìn kỹ nè, cái store box nè, dài vừa, cái độ tròn nó hợp lý, nó không có bị, nhìn cái store box nó không có bị nhọn ra, cũng không có bị kiểu là quá tròn, nhìn nó rất là hợp lý. Những cái lỗ thoáng khí thì mình cảm nhận là làm rất là đẹp ha. Rồi cái phần da trên này thì họ chọn chất liệu là da lộn, nên là các bạn có thể là thoải mái trong cái việc là đi ví dụ nó mềm á, da lộn thì được cái đặc tính là đi nó mềm và nó sẽ, khi mà nó có bị gãy á, nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn rất là đẹp, nó không phải những cái nếp nhăn lớn, nên là các bạn cứ thoải mái mà đi thôi. Và mình cũng lưu ý các bạn là cái phần store là cái phần rất là nhạy cảm là cái gì, dễ phát hiện nhất cái phần da nếu như nó bị lệch da. Tại vì á, mình sẽ kể các bạn nghe câu chuyện là ngày xưa sửa xưa luôn, trước mà cái thời mà những cái đôi mà các bạn có nhớ một cái đôi cũng có một cái đôi hai Royal á, mà cái màu xanh rồi trắng rồi đen á, ngày xưa á, mình đã từng thấy nó rồi, mua ở Nike FC ACFC nha, Nike Việt Nam, tại vì đợt đó là Nike FC có bán. Là khi mà đem ra á, là mở từ cái hộp ra là cái phần da ở đây nè, tại vì da symbol leather nó sẽ có rất là nhiều. Cái phần chiếc trái á thì nhìn nó thẳng, chiếc phải nhìn nó rất là nhăn luôn, nó nhăn mà theo cái kiểu là giống như là một cái kiểu da khác luôn. Nhưng mà cái này hơn đó nha, hơn là cái đôi đó được mua ở Nike Việt Nam đem ra, nên là không có ý kiến gì. Thì sau đó mình mới bắt đầu mình đi hỏi những cái người mà người ta kiểu có thâm niên á, người ta kiểu là người ta đã biết quá nhiều á, thì người ta mới nói á là ví dụ như trên một cái cuộn da rất là dài, rất là to, thì mày sẽ cắt, bắt đầu mày sẽ, ví dụ như đây là cái phần stone, nó sẽ là miếng như thế này, thì người ta sẽ đặt lên, người ta cắt. Ví dụ như người ta cắt á, những cái chỗ á mà phần da đó, ví dụ phần da dưới và phần da trên nó bị nhăn nhiều, nhăn ít, cho nên là khi mà bỏ vào á, thì ví dụ như ở nhà máy á, thì người ta chiếc bên phải nè, nó sẽ có một cái chuyền sản xuất riêng, chiếc bên trái nè, nó sẽ có một cái chuyền sản xuất riêng. Rồi ví dụ như á, người ta cắt cái phần da ở của đâu này nè, cái chỗ nó hơi nhăn, nó nhăn rất là nhăn luôn, cái tùy vào cái chất lượng da nữa nha, chứ không phải là nhăn nó sẽ có hai kiểu nha. Một là do nhà máy họ bảo quản cái cuộn da nó như thế nào, nó có bị va đập nhiều không, nó có bị thế này kia không, và cái da nó sẽ bị nhăn. Hai là cái phần trên thân của cái con vật mà làm da đó thì nó có bị nhăn nhiều không. Đó là hai cái mà tạo nên cái phần da symbol leather nó bị nhăn. Cho nên cái thời điểm đó khi mà được giải thích vậy, mình mới hiểu ra rằng bây giờ á, ví dụ như tao cắt ra một cái phần da vô tình đi, tao cắt phần da nhăn, tao gắn lên chiếc bên trái, thì chiếc bên phải á, nó lại được gắn phần da nó thẳng nhất, nên là khi mà mày nhìn á, mày sẽ có cảm giác là sao bên này nó nhăn vậy và bên này nó thẳng vậy. Nhưng mà cũng là chính hãng thôi, nếu như không phải là của cửa hàng Nike bán, Nike Việt Nam bán ra, thì lúc đó mình nghĩ cái đôi đó cũng rất là khó để bán luôn đó. Cho nên là vừa đem ra có bill, có giấy tờ đầy đủ thì người ta mới cảm như là chấp nhận được. Nói chung là nó sẽ có rất rất nhiều cái để mà chúng ta lo lắng,
Nhưng mà thường á thì lo lắng cái gì thì đi hỏi cái đó ha. Đó thì mình đi hỏi thì mình mới biết, cũng như là mình có thêm được cái kinh nghiệm nữa. Nói chung là nó sẽ như vậy. Đó thì ở đâu này thì mình nhìn thấy là phần da nó cũng rất là đều, nó không có bị ảnh hưởng gì cả. Còn đâu nào mà nó bị sừ nhiều hay sừ ít thì các bạn chẳng phải lo, nó là vậy rồi, da nó kiểu vậy đó. Rồi thì các bạn lên trên nè, các bạn sẽ có một cái lớp layer màu đen bằng nụ bất ở bên dòng dông nha ha. Đó rồi bằng nụ bất rồi nó lên trên nè, nó kết nối với phần hệ thống dây, nó tất cả đều là nụ bất hết. Và cái chỗ mình thường hay nhìn nhất là cái chỗ kết nối nè, từ cái chỗ này cái layer này nè, các bạn thấy không, cái layer này với cái phần layer mũi dày nè, và cái phần miếng da ở phần giữa dày nè, khi mà ráp nối á, thì mình kiểm tra rồi là mình thấy người ta may rất là kỹ, rất là đẹp, may kiểu là nhìn rất là ok, đường kim mũi chỉ rồi rất là ok luôn. Cánh giữa thì các bạn lại có là cái phần da nu bất màu đen nè, đó nó sẽ làm cho cái dấu sút màu xanh á nó hiện to lên và nhìn nó sẽ rõ hơn và đẹp hơn ha. Nếu như ở đây màu trắng thì nó cũng đẹp, nhưng mà nếu mà màu trắng thì nó sẽ không giống như giống cái đôi 1985. 1985 là y chang màu này luôn, nên là người ta sẽ làm nó kiểu nó phô lại, nó sẽ giống như ngày xưa nhất. Dây thì chúng ta sẽ có một phần dây đen, dây dù màu đen, và các bạn sẽ có cả một bộ dây thêm màu xanh dương royal luôn ha. Cái bộ dây này bây giờ thì người ta làm trong túi giấy bảo vệ môi trường, nhìn thì cũng đẹp, rất lịch sự. Mình thì mình thích để trong cái túi giấy như thế này nè, đó nhìn nó lịch sự, nó đẹp, nó cũng không ghê rớt. Ngày xưa các bạn biết mua cho đình nhé, dây làm đúng lõ luôn mọi người. Nó kiểu nó là sẽ làm trong hai cái bọc ni lông nè, xong rồi nó kẹp vô đây nè, là kiểu như đặc trưng luôn á. Khi mà mua mấy đôi cho đình á, nó sẽ có kiểu một đôi thường á, nó sẽ có hai bộ dây. Những phối màu về sau á là nó cho ít lại một dây, và có những phối màu ví dụ như là màu Yellowstone á là không cho luôn. Thì các bạn sẽ đếm nè, mình sẽ nhớ các bạn sẽ có một cái để đếm nè, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9. Rồi các bạn nên nhớ ha, 9 lỗ thì là của mấy đôi 2, còn mấy đôi mid thì sẽ là 8 lỗ ha. Các bạn nếu mà bạn nhìn form mà mid với 2 các bạn nhìn không ra á, thì các bạn nhìn vào cái lỗ thở dây dày, sợi dây dày của những đôi 2 á là 9 lỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn mid á, thì thường nó sẽ 8 lỗ thôi ha. Rồi cái lưỡi gà của Jordan 1, 2 á thì thường các bạn để ý là nó sẽ không có nhiều đệm đâu, nó chỉ có miếng đệm mỏng trong. Rồi nó sẽ may 3 đường trên cái phần sát lưỡi gà, may 3 đường chỉ ha. Rồi ở trên thì là cái phần Nike Shoot Air trên cái tác lưỡi gà rất là đẹp ha. Nhìn cái là nhớ Uchi ngày xưa các thứ luôn. Rồi các bạn lật bên trong thì nó sẽ có hàng chữ nhỏ nhỏ để các bạn biết thêm nhiều thông tin trong cái lưỡi gà phía sau nè. Đó rồi nó có made in gì thì nó sẽ ri ra. Nếu mà made in Việt Nam thì ghi made in Việt Nam, còn China thì ghi China ra. Cái phần nguyên logo của đôi này á, mình thấy là nó khá là vừa. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái phần nguyên logo nhìn nó to hơn thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà cái nguyên logo của đôi này thì nhìn nó vừa thôi. Các bạn nhìn trên tổng thể nè, thấy cái nguyên logo không? Nó sẽ vừa. Vừa thì nó sẽ phù hợp hơn so với cái phần cổ dày. Nhưng mà những cái đôi ví dụ như mình thích á, như kiểu như Lost and Found là cái nguyên nó bự lắm, nên là nhìn nó rất là đã. Cái nguyên này thì in dập nổi ha, nên là các bạn sờ vào các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều. Ngày xưa người ta cũng check luggage ở cái nguyên này nè. Về sau thì mình thấy là một ít người ta cũng ít check lại rồi, tại vì cái nguyên này á mấy đôi sâu á làm cũng xấu lắm, nên là bây giờ nhìn cũng khó check lắm. Thì các bạn sẽ có một cái phần gót dày đây, cái gót rất là đẹp đúng không, đó nhìn cong cong uốn lượn đồ đó. Mấy đôi hai thì các bạn nhìn cái gót rất là đẹp ha, nhìn nó vô form rất là đẹp, những cái đường chỉ này kia luôn nè. Cái chỗ này là cái chỗ để che đi những cái phần kết nối nè, họ sẽ làm hai cái mảnh vuông nhìn rất là đẹp. Có những cái đôi nhìn nó cũng hơi lõ lắm, bởi cục lớn cục nhỏ còn máy xéo nữa. Nguyên cái phần phía sau á thì sẽ là những cái lớp màu xanh nè, nó đang xen kết nối với nhau. Và mình để ý á là ở đây á, cho dù là có nhiều cái phần layer kết nối với nhau và có một cái phần nhỏ nè để che đi, nhưng sao họ may rất là đẹp, những đường kim mũi chỉ rất là đều. Cái đôi này mình về mình check cũng cả ngày á. Nói chung là mình check là check cái gì, mình check là có detail của nó có đẹp không, mọi thứ nó làm nó ok không, mọi thứ luôn. Và mình cũng lưu ý các bạn là trên nu bất á nó sẽ có một cái hiện tượng như thế này, không biết là trên camera của mình thì các bạn có thấy rõ không, nhưng mà các bạn sẽ lưu ý là trên nu bất màu đen, các bạn lưu ý nha, trên nu bất màu đen nó sẽ có một cái hiện tượng như thế này. Có nghĩa là ví dụ như các bạn nhìn nè, nguyên một cái phần nu bất nè, nó sẽ có chỗ đen nó hơi đậm xíu, rồi có chỗ nhìn nó hơi trắng xíu, rồi có chỗ nhìn nó sẽ kiểu là giống như nó bị nhám nhám á, bị kiểu như là bị xước vậy đó. Đó thì cái phần nu bất á là lúc nào khi các bạn nhìn á, cái cảm giác của các bạn là tự nhiên nó sẽ có cái phần kiểu nhìn nó trắng á, kiểu như là màu đen nhưng mà tự nhiên có cái phần gì đó trắng ở trên cái nu bất á, nhìn nó không có đều á. Nhìn xa thì thấy đều nhưng mà nhìn gần á thì không có đều.
thì các bạn lấy tay các bạn vuốt á, nhìn nó sẽ đều lại, tại vì đó là cái hướng của cái lông ở trên cái nubuck á. Đó, các bạn lấy tay các bạn vuốt lại cho nó đều, nhưng mà đừng vuốt nhiều quá nha, tay dơ á, vuốt nhiều nó dễ hư. Và một phần nữa, nubuck á thì nó dễ bám bụi. Cái phần sway á, da lộn á thì nó sẽ đỡ, nhưng mà cái phần nubuck á thì dễ bám bụi, nên là các bạn về các bạn mua cái cây lăn lông á, cái cây mà để lăn bụi trong một số cái cửa hàng, các bạn lên Shopee các bạn bấm là có à. Rồi các bạn mua thì các bạn lăn, rồi các bạn lăn sơ qua nó hết cái những cái bụi bặm này kia là các bạn mang bình thường, không có vấn đề gì cả ha. Rồi phần đế giữa thì như mình đã nói rồi, màu trắng, trắng sáng nha, không phải trắng cream, trắng ngà chứ á, trắng sáng luôn, giống như những năm đầu 1985, trắng sáng ra. Và các bạn sẽ có những cái gân ở trên cái phần midsole nè, đó, cao su màu trắng, và những cái đường chỉ may đây rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đôi này thì không có dư keo nhiều ha, nên là các bạn nào đó thì cứ yên tâm. Hôm trước thì mình có làm đôi Jordan 4 Military Blue thì đôi đó bị dư keo nhiều, nhưng mà cũng sao đâu, dư keo thì nó sẽ tốt hơn là thiếu keo, các bạn nhớ vậy nha, dư keo thì tốt hơn thiếu keo, không bị ảnh hưởng gì cả, mọi thứ đều rất ok. Rồi phần đế dưới thì các bạn biết nè, cũng màu xanh thôi, cũng một màu xanh như thế, nhưng mà cái màu xanh này nó sẽ hơi lệch nhẹ so với phần da. Bởi vì sao? Đây là chất liệu cao su và đây là chất liệu da lộn, hai cái này không thể nào mà cho ra một màu xanh đồng đều với nhau được, nó sẽ có một cái tí sự lệch nhẹ, có nghĩa là người ta cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà đây là hai loại chất liệu các bạn nên nhớ nha, cao su còn vải thì không có đều được, nó sẽ hơi lệch nhẹ, nhưng mà không có đáng kể đâu, nhìn cũng chả thấy đâu, khi nào mà nhìn mà kỹ như mình soi lên thì sẽ thấy. Rồi như thường lệ ha, những cái sao ở trên rất rõ, rất là chi tiết luôn. Đó, phần mũi giày, cái điểm phân tán lực ha, hình tròn ra đây. Ở trên giữa thì các bạn sẽ có Nike Shoot. Cái logo này được in dập nổi rất là đẹp, in rất là kỹ, mấy cái chữ R nhỏ trong cái hình tròn cũng rất là đẹp luôn. Rồi cái Nike Shoot này á, được in rất là rõ luôn, nên là nhìn rất là ok. Cái điểm phân tán lực ở dưới thì nó hơi cứng hơn một tí ha, bên trong cái giữa dưới này sẽ có cục e. Thì nói chung là đôi này các bạn đi thì cảm giác nó cũng chỉ là khoảng 7 đến 8 trên 10 thôi, dù sao nó cũng là chỉ bốn rổ và mang theo khuynh hướng thời trang, nên là các bạn nào ấy thì lưu ý nó không có êm lắm đâu, mang đẹp thôi. Còn bạn nào hỏi mình á, mấy đôi mà nhiều da lộn mà nubuck này á thì chị nó làm sao về vấn đề vệ sinh? Thứ nhất, bạn nào kỹ á thì mua giúp mình một chai nano. Chai nano thì các bạn mua hiệu gì chẳng được, thì một chai gì đó các bạn xài nhiều khi cả nửa năm một lần xịt, như để là có thể bảo vệ giày được trời mưa trời nắng á, là bảo vệ được hết luôn. Và một lần xịt vậy hiệu quả của nó nhiều khi nó kéo dài một tuần hơn á, là các bạn rất là thoải mái luôn. Rồi các bạn đi thì ví dụ như bạn nào mà đi mà lỡ dơ lỡ này kia đừng có lo, cứ đi cho nó dơ nó bấy đi, rồi các bạn đi ra ngoài tiệm cửa hàng vệ sinh, các bạn nói là vệ sinh khô đôi này cho em, tại vì đây da lộn nhiều quá em không muốn da nó bị chết, thì các bạn cứ đi ra đó người ta sẽ làm hết cho các bạn, người ta vệ sinh khô các thứ luôn, xong rồi người ta sẽ có đồ người ta đánh cái da cho nó sừ lên lại luôn, cho nó mềm lại, nên là các bạn không cần phải lo nha. Rồi những cái phần da mà nó bị hư á, người ta sẽ vẫn xử lý luôn. Nên là nếu như các bạn nào á mà mua mấy đôi giày da lộn mà nó ngại trời mưa, ngại trời nắng á, thì cứ thoải mái thôi, mang cho đã đi rồi đi ra vệ sinh. Thường bây giờ mình lấy vệ sinh cũng nhẹ mà, tầm 100.000 là đôi giày các bạn như mới rồi. Nên là các bạn có thể bỏ ra mấy triệu mà mua một đôi giày, chẳng lẽ bây giờ lâu lâu vệ sinh cho nó các bạn lại từ tốn quá thì cũng không được, đúng không nào? Đó. Thì nói chung đây là một phối màu Air Jordan 1 2 Pro Yore. Nó có mặt từ năm 1985, quay lại sớm nhất là năm 2017. Và trong quá trình phát triển của nó có một phối màu Air Jordan 1 2 Fragment Design ngày xưa, nó cũng lấy theo cái màu rose này luôn. Có nghĩa là cái đế màu xanh, cái bích màu xanh nè, có nghĩa là cái phần mông, có nghĩa là phần gót giày màu xanh. Ở đây có cái logo nhỏ là cái chữ cái hình Fragment nè, trên giữa là sẽ là cái lớp da màu trắng, nó sẽ làm cho đẹp hơn. Nói chung là nó cũng bắt nguồn từ cái phối màu này nhiều lắm. Và cái phối màu đó ngày xưa rất là nổi tiếng và giá nó rất là cao. Cho nên là khi mà người ta nhắc về Royal á, thì người ta biết nó là một quá trình lịch sử, nó có sự phát triển, nó có sự đi lên. Và nó cũng nằm trong top những đôi giày mà rất rất nhiều người thích. Bởi vì sao? Đen, xanh, đẹp, mạnh mẽ, cá tính. Nó phù hợp với các bạn nào mà kiểu thích giày đen á, giày tối, hoặc là các anh lớn nào lớn lớn á mà thích giày nó kiểu chậm chậm xíu, lấy mấy đôi này cũng ok. Giá thì bây giờ hiện tại có 3.2 triệu thôi, nên là bạn nào muốn mua thì có thể cóp sớm, mua giày sưu tập cũng được, mang cũng được, hoặc không mang thì bỏ vô sưu tập, giá cũng nhẹ nhẹ mà. Nếu như mà so với một đôi mà ngày xưa các bạn mua là 4-5 triệu đúng không, hoặc bây giờ có một số màu thì vẫn 4-5 triệu bình thường mà đó. Cho nên đây cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình có một cái fanpage, Instagram và TikTok, thì mong là sẽ được các bạn ủng hộ nha. Bye bye.